Chuyển sang nội dung khác, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11. 120 cán bộ phụ nữ các cấp được triển khai nghị quyết và những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các chương trình đột phá triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Các báo cáo và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng như báo cáo chính trị, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng khóa 12. Qua đó, cán bộ, hội viên phụ nữ vận dụng đúng đắn, sáng tạo nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.